Su Dích Ai, người thuộc trong Gia Bạc Ngạc, Kinh tế Tập thể Hợp tác xã và Khánh Hòa. Tama khẳng định mô dật vai trò vị thế gần rời gà bạc ra phát kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mô sa dạ ngạc khắc phục, nối cả đò tồn tại là sản xuất nông nghiệp, như sản xuất manh mốn nhỏ lẻ, thiệt liên kết, mua ngạc chuỗi giá trị, bất cập là quản lý chất lượng nông sản. Kaya Pajak, đặc biệt việc Kayashi trước địa bàn là gạch trự, cơ quan chức năng, Tama thực hiện, ai giải pháp là hàng ngạc giữ chương trình đẩy mạnh quảng bá hỗ trợ tiêu thụ nông sản Kamanu Aweyama. Phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm là vụ bồn bì là thực hiện sở mô sổ là gạch trự tiến Khánh Hòa. Tụi bà tổ dù mà ngạ, mô hình ổn định mô dược liên minh hợp tác xã, ban dân tộc tỉnh, phối hợp xã lệ ngạ, chỉ giữ đơn vị tổ chức, tham gia phiên chợ bộ tiêu dụng hợp tác xã. Liên mang doanh nghiệp thành viên sổ lâu hữu kinh doanh, sẽ giữ sản phẩm và dạ chín ngạ có, vọt cà dầu, sổ, nông sản vật liệu. Bộ ngạ khác biệt cà dạ phiên chợ ổn định và dầu sĩ nuôi chương trình lị thừa ngạ có tạo môi trường gà môn đồng bào Bồn Bên La Thị Kỳ Sàm Mù, trực tiếp tham gia ngạ gà phiên và lợi hàng. Bà dạy cà dạ ngạ hè, aga mục đích tăng cường quảng bá sản phẩm cà dạ toa huy là gà chữ Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, dù ổn định đồ ngạ có cơ hội và đọc dự tiểu thương. Môn hợp bởi là thực hiện sở mô tiếp cận si thị trường, đồng bằng, trực tiếp và tộc và đời là khách hàng, trao dồi kỹ năng bán hàng và lời mà nữ cà già. Đây là lần đầu tiên em tham gia. Ủa này có tụ và tội dù mà ở đây tham gia ngạ. Không mua việc giữ môn hợp ra xa ai đó ngạ, giữ ban ngành và giới thiệu, mua việc cơ hội mua việc trục mai, bao nhiêu ngạ, giao lưu, cặp và lời trải nghiệm phiên chợ Đà Rạ ủa này. Ở đây khen hy vọng mua việc ai phiên chợ như đi ngạc ổn định luôn cả, phiên chợ bộ dược chất lượng gà là bộ ở đây trao đổi, cả bà lời, bộ luộc thêm thu nhập, tất luộc cả ngạ. Hồi giờ cũng dùng bưởi da xanh nhiều, nên thích loại bưởi này. Tụi Rani xì mai cầu không biết ngạ dùng ai, chứ hạ năn mà ta loại luôn ổn định, giá cả dự hợp lý. Ở đây mạ chọn mạc hàng, và Khánh Vĩnh gà ngạ ủng hộ Manu Aweyama và Khánh Vĩnh. Hỗ trợ quảng bá tiêu thụ nông sản là bộ bà bila Tiki Samo có xa là nuôi hoạt động là khuôn khổ nuôi dự án thành phần thuộc chương trình phối hợp công tác tiên ngạ ủy ban dân tộc xu liên minh hợp tác xã gà phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững phát huy tiềm năng thế mạnh cả gia giữa là bộ là gà chữ gà sản xuất hàng hóa chuỗi giá trị mùa thống kê cả gia liên minh hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa Diuni Bujek Saratu Salapa Plupa hợp tác xã xu Doratu Pa Plutu hợp tác là hàng ngạ Đoa Đô Sa hợp tác xã đi đoa huyện là gà chữ Khánh Sơn, Sù Khánh Vĩnh. Ai hợp tác xã hoạt động hiệu quả, bảo gộ mùa nào bảo bợ cả sợ, gà môn hợp bờ bình là thực hiện sở mùa, đối dự huyện là gà chữ đi địa bàn tỉnh. Thực sự là rất là vui, mình được đem nông sản từ... Biện cầu buộc mùa giàu à, mùa ba nông sản, mùa môn hợp bờ rời, mùa chữ gà môn hợp bờ mà bà nì, thâu tờ nông sản rời. Rời mít thông mùa ai lù, và rồi mới mua thêm thu nhập mua nông sản cả gia đình mình sẽ được có thu nhập thêm từ nông sản của mình. Vô phần tổ chức nuôi phiên chợ Union ạ có tụ dịp cả tôn vinh thành quả lao động cả gia và nuôi Aweyama nông dân thành viên hợp tác xã hộ kinh doanh là bộ Babila Tiki Samu tạo cơ hội tìm hiểu liên kết chặt chẽ đi ngạ pa sa mà đã dần phát triển siêu quy mô from khơn lù mô dân hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ, mô tiếp cận si vốn tu vai, mô hình sản xuất nông nghiệp Kaya Labu Babila Tiki Samu, mi có sản phẩm thu hút du khách và gọi mô đà phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nông nghiệp nông thôn đi dưới địa bàn, mà ngại hè tăng cường thu hút đầu tư là lĩnh vực uni. Gia dạng ngại xây dựng, mô dân chủ giá trị, gà Samoda đu sản phẩm chủ lực Kaya dưới địa bàn là gà chữ, đi hướng ngại bình vững. Ah, yeah.